Tin từ văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau ngày 20 tháng 6 cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã trả lời đơn yêu cầu của ông Hồ An Tập, ngụ xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, chủ nhân căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau. Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau khẳng định quyết định số 195 về việc chuyển mục đích sử dụng hơn 583 m2 đất của ông Tập là không có cơ sở. Quyết định này bị thu hồi và hủy bỏ bằng quyết định số 196 do sai sót trong soạn thảo văn bản. Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau yêu cầu ông Tập thực hiện thủ tục đất đai cho diện tích 2.261,58 m2 theo quyết định số 7309, nếu không sẽ phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất. Ông Tập cho biết chỉ đủ tiền chuyển đổi hơn 583 m2 với chi phí khoảng 3 tỷ đồng, trong khi chuyển đổi toàn bộ diện tích 2.260 m2 cần gần 10 tỷ đồng. Trước đó, Facebook Hồ Tập đang hình ảnh căn biệt thự, sau đó cơ quan chức năng phát hiện công trình xây sai phép trên đất nuôi trồng thủy sản. Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau đã xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng và yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu. Ông tập thừa nhận sai phạm và hứa chấp hành các biện pháp xử lý.